Rồi, xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em trên kênh YouTube. Thì trên kênh của mình có một bạn bình luận là nó là hướng dẫn dùm cho bạn ấy cái lỗi là XC569. Thì đối với những cái trường hợp xảy ra cái lỗi XC569 nhé, thì nó có nhiều nguyên nhân. Thì XC569 là ví dụ như cái con cảm biến này, các bạn ấy này, con cảm biến này nếu như ví dụ như nó bị hỏng thì nó cũng bố lỗi XC569, có nghĩa là cái này nó không có quay, hoặc nó quay qua nó không có nhận lệnh thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là không có năng cái lô ép, thì nó sẽ bố lỗi XC569. Còn cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp bọn nó gặp, có nghĩa là đã thay thế xong nhưng vẫn cứ báo lỗi thì không biết nguyên nhân, thì mình nghĩ là bọn tốt nhất nên vệ sinh, tháo về vệ sinh luôn. Thì đây mình sẽ làm một clip là hướng dẫn cho bọn tháo. Thì các bọn trước tiên là bọn tháo cái cụm sái ra cho mình, tháo cỡ bộ cụm sái rồi bọn lật lại mở hàng hốc rồi đi đến siêu quân phim răng đi hả, phim răng đó, phim kho này, phim này. Cái này nó gọi phím. Cái gì đó họ đập bể đi. Này hả? À? Này định vị đó. Rồi, đập bể đi. Nghĩ đang quay phím. Đây. Nè, nhiều trường hợp chạy lao ngày bụi bạc này. Đây. Thì các bạn thấy từ bình thường á là nó sẽ đây, chúng ta hãy họa. Hãy họa cái lò xo này xuống này. Để cho nó nhẹ này, chúng ta họa hết hai bên xuống. Sau khi họa xong á, chúng ta sẽ tháo ra vệ sinh nè, thì mình thấy cái trục đa hơi nạn này. Có nghĩa là chúng ta chạy lao ngày thì hơi cái đầu bi này nó bó thì nó dẫn đến cái hiện tượng là nạn, thì nạn thì đôi lúc nó quay nó cũng không quay được, thì các bạn nên tháo ra vệ sinh xịt lời vải vào đó, thì mình sẽ hướng dẫn bằng tháo luôn. Thì hai đầu bi này nó có này, chúng ta sẽ nạy cái bọc vip rồi đó. Chú, đứa nữa chú. Thằng mẹ không? Mới đứa trừ đứa nữa rồi. Nó bất phương. Mẹ mới à? Ừ. Nhanh gọn lẹ đó. Tụi bay từ lần tụi bay đẻ hết. Cặp đắc ăn luôn đó ơi, em biết. Đắc ăn cho gì tụi bay dạ nó chứ. Để do mà khát khòn mày. Cái gì? Để do mà khát khòn đó. Đúng là đại gia. Cái làm đại gia. Nó mặt. Mai đại gia. Đi mua đấy mày. Đi làm đang trừ mới đi. Chưa có giờ làm. Đúng rồi, đây nó đúng rồi. Đây nó phòng ví, cứ khó thì. Đúng rồi. Ủa, đi mà mình chơi lắm. Đây thì nó có hai ốc này, một con này, hai con này. Ba sẽ tháo ốc ra luôn nhé. Không, để chơi nó đi ngay ra. Mày đánh trong lọn đúng không? Chị làm nữa là dính miếng bọt nó nghe nhờ, mò rồi. Đó, thì chúng ta sẽ lái ra được nè. Nè. Chúng ta vệ sinh. Nhìn này rất là đẹp này. Đây, và quan sát kỹ này. Lao ngày này. Đạo bên này cũng bụi bặm này, nhớp này, ta sẽ chòi sạch sẽ luôn, vệ sinh sạch sẽ. Thì khúc chòi vệ sinh sạch sẽ mình sẽ làm nhanh luôn cho các bạn xem.
ta sẽ dùng dây nhóm chọn được. Còn quan sát này, trong này nếu mà XC 569 nha, có khi trường hợp chúng bọn các bọn sử dụng á, là giấy nó bị rách hoặc bị mát, nó rớt xuống đây này, thì nó cũng dẫn đến cái hiện tượng bố lậu XC 569 này. Thì những nguyên nhân đó là chúng ta phải loại trừ hết, vì chúng ta phải tháo ra vệ sinh. Có khi là giấy rớt xuống và có thể quét vào cái nó bị rách này, nó có thể va vào bất cứ cảm biến nào thì nó sẽ bố lỗi. Thì cứ XC 569 bọn cứ kiểm tra lỗi cho mình. Chứ không nhất thiết là phải cái trục này bị á, thì mát giấy cũng dẫn đến 569 đó. Ví dụ như vừa rồi là mình 569 là cũng bị tờ giấy đây này, nó bị rách, nó nằm ở trong này đó, bị rách nằm trong này và nó có thể là vẫn dẫn đến cái hiện tượng báo lỗi đó. Thì sau khi vệ sinh xong mình sẽ đấu như lại thôi, thì lúc tháo sau thì còn lắp vào lại như cũ thôi. Vệ sinh sạch sẽ luôn cái trục này, đậm. Dùng nước tét là tắm máu vậy. Nè, sau khi mình vệ sinh xong là quay rất là nhẹ này, hồi nãy là nó bị nặng, giờ mình quay rất là nhẹ nhàng, thì tương tự thôi, nó sẽ tiến hành lắp vào thôi.
Thì sau này cái bọn mở đâu bọn mở nữa thôi. Hai con này trước, lấy cái đầu này ra cho cái đầu này ăn dĩa. Đó. Thì mình cũng sẽ tiến hành vệ sinh luôn cái này luôn. Thì cái này nó có cái gờ này, bọn nhét vào trong cái trục này. Chúng ta đậy lại thôi. Bẻ ốp lại. Sau khi xong này, ta tiến hành bật hai cái hộp dao lên. Đó, thì các bạn phải tiến hành bật hai cái lò xo lên lại cho nó nâng cái lò ép lên nha. Tiến hành vệ sinh đồ trước. Đó, thì tháo luôn cái con này ra. Tiến hành tháo cái con này ra. Tháo luôn hai ốc hai bánh luôn. Đó. Tiến hành cho dí nhám vệ sinh sạch sẽ cho nó sạch vô nè. Và chúng ta tiến hành lắp vào lại thôi. Như vậy là xong. Thì mình hướng dẫn đây này thôi. Thì mấy cái bước vệ sinh thì các bạn biết rồi. Thì các bạn nhớ like, subscribe một kênh, nhớ đăng ký kênh cũng như là bình luận bên dưới. Thì mình sẽ hỗ trợ hết mình. Thì tất cả những cái bình luận mà vừa rồi á, bình luận thì mình sẽ cố gắng rep video hết cho tất cả các bạn bình luận đó. Thì cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại clip sau. Có gì cứ tìm những video bên dưới để đều có tất cả các lỗi nhé. Cảm ơn các bạn.